Tại thôn Mào Phìn, xã Nậm Chảy, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và thi đua thực hiện nghị quyết 10 về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai năm 2023. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Mường Khương đã đạt 108 trên 304 tiêu chí, bình quân 6,53 tiêu chí trên một xã, thực hiện nâng cấp mở mới trên 620 km đường giao thông. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 10 của tỉnh ủy, địa phương đã chuyển đổi 1.680 hectare đất kém hiệu quả sang các cây trồng chủ lực như chuối, dứa, chè, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Năm 2023, Mường Khương quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nghị quyết 10 của tỉnh ủy. Sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân tham gia giải cấp phối, trồng cây xanh dọc tuyến tỉnh lộ 154, thôn Mào Phìn, xã Nậm Trạch.